Xong cái Tết lên ông có thấy con người mình nó có cảm giác như là nó nhạt nhạt đi không? Nghĩa là chuẩn bị ông đón một cái xuân mới đó, nghĩa là đang kỳ vọng vô một cái bây giờ ví dụ như là mùng 1 đi. Thì còn 364 ngày nữa Tết đó, ông mong chờ đó. Lâu quá không biết, qua Tết xong thấy người yếu hẳn, yếu xìu. Yếu là do mình đi chơi nhiều với lại ăn nhậu nhiều thôi. Ê ông nói yếu mà nhớ nè. Giống như là mình ăn nhậu nhiều hay là mình do mình thức khuya thức đêm này mấy ngày Tết dữ quá hay sao á. Sao Để coi có ai đây không ta. không Nó mất công mắc cỡ chết luôn. không có ai á, chịu mấy người à? Đâu, đâu thấy ai đâu mà, chỉ có hai con kia nằm đó chứ ai đâu. Không có ai hết. Anh nói gì nghe À, nghe, có không nghĩa nhận là được vậy. tiền hả? Tiền bạc thì Tết nhất tôi nói là bảo đảm ai cũng thiếu cái rồi, khỏi Ý nói là rồi. tôi mới lượm được tiền á. Không không. Có nghĩa là một cái sự đàn ông của mình nó bị cảm giác như là nó không phải là mình nói là mình không ham muốn nha. Nó kiểu nó không không hưng phấn á, không biết không? Không hưng phấn á. Thì đúng rồi, qua một cái Tết là chắc cú đàn ông ta sẽ không hưng phấn. Biết tại sao không? Sao ạ? Thêm một tuổi nữa già đi rồi, Già thì nói chi không còn hưng phấn nữa. không phải đâu, cái nghĩa là cái sự ham muốn ham gọi là mình gần phụ nữ á là nó vẫn có vẫn thấy, nhưng mà quá trình mình kiểu như là mình hoạt động á cảm giác như nó không có hưng phấn. Không vấn tí nó xìu, Đúng đúng, cũng có thể là vậy á. không Nhiều có hưng khi phấn, nhưng mà không muốn làm, chán không làm. Nói chung mà làm lúc đầu thì hưng phấn tôi đang giữa đường cái đó chán quá xìu, không muốn làm nữa. kiểu là không sung Không muốn làm nữa, chán. thằng thiệt sự luôn. Hình như là mình nói mình có tuổi cũng cũng một phần hình như là nó về một cái gì như là tôi nghĩ là về tuổi tác thôi. Không, tuổi thì tuổi, cái gì có cái chiêu đó. Ê, cái cái gì này như cái này là là ông chỉ là ok lắm á. cái này là cái bí mật nha, bài thuốc liên quan về sinh lý. Ngày xưa anh em mình làm rất là nhiều về sinh lý đúng không? Đúng không ạ? Đó là cái khía cạnh bằng một bề nổi, em vô tình thấy được một cái bề chìm mà nghĩ là ít ai biết, cái đó là một cái thuốc bí truyền luôn. Chìm mà nổi nữa hả? Là những cái mà bí mật mà ít ai nói cho biết á. À giống Đôi như khi là mình biết mình giấu mình không nói, đùng cái này ai mà đôi giấu. khi những cụ thì chắc gần chết ta mới nói thôi. Ta sợ thất truyền thì gần chết ta mới nói. Ông gần chết cái khi nào mà nói được cũng thẳng. Thì gần chết ta biết, ta gần chết á. À Chia sẻ mọi người là cách mà giúp cho mọi người là tăng sung lên, gọi là mình sung giống như là một thanh niên mới lớn mà nó sung, thấy phụ nữ mà sung sung. Nó tụ từ đó dễ hiểu đi, giờ không biết nó từ sao đâu, một từ sung đi. rocket thôi. Không, rocket là còn ghê hơn rocket nữa. Đầu dưỡng thần nghĩ sao ạ? Cái bài thuốc này bây giờ em nói nha. Bây giờ năm nay cho anh 50 tuổi đi nha. Anh chắc cú anh sẽ không sung như thời thanh niên của anh, đúng không? 18 Thì tuổi đi, anh không sung bằng tuổi 18 của anh đúng không? đó ai không biết trời. Anh mà quất cái này vô, anh sung như anh lúc anh 18 tuổi. Đó, đúng một từ đó thôi là mọi người tự hiểu thôi, nó sẽ như thế nào rồi. Có nói quá không nha. Thiệt luôn, sung lắm. Vợ anh đó, quỳ lạ anh luôn. Cái gì? Là gì vụ gì? Hồn nhập, ma nhập. Sao hôm nay anh khỏe dữ. Khoái chứ. Chia sẻ cho một bài thuốc trị về yếu sinh lý yếu, rối loạn cương dương, không còn ham muốn và tăng mình ham muốn lên. Rất là hay, đây là một phương pháp bí mật nên em chia sẻ cho mọi người luôn. Nói đi chứ. Bây giờ anh kiếm chỗ nào có cây dừa em thiết kế cho. Nhà tôi mới trồng một hai cây cỡ hai hai ba tháng gì đó. Không, cây dừa phải là cây dừa già tầm trung tuổi trở lên. 2-3 năm á hả? Mới được. Hình như tôi nhớ nhớ đâu đâu có nè. Đi 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 Đây, mọi người hãy kiếm một cây dừa lâu năm. Đầu tiên, rễ dừa thì mọi người sẽ lấy tầm một khúc cái này thôi. sao mình không lấy nhiều luôn đi, lấy khúc chiên thận. Thì em nói mỗi lần uống là lấy một khúc cái này thôi, chứ À mình lấy mình phải lấy nhiều rồi, mình lấy nhiều phải lấy à? nhiều và để dành mình sử dụng là đó. là Rễ là lồi mới được nha, chứ không phải là rễ môi đâu mà một múc kiến đâu. lửa đồng thần động vô đây hết cảnh. Ok, anh cắt tầm một đoạn này về em chia sẻ mọi người, rất là tuyệt vời Bây luôn. giờ cái củ hiếm thì mình lỡ mình cắt hết cái một đống luôn đi. Chắc hết chết cây dừa Sao chết thúy. được dừa, nghĩ sao chết, ông băm đã chết trưa rồi đó mà. Rồi, ok, đó, rễ lồi nha. Đầu tiên mọi người sẽ cắt rễ lồi của cây dừa. Để lồi đúng không? Mà cây dừa lâu năm mới được đúng không? Được lâu năm á. Mà lâu năm mới lồi chứ còn là dừa dừa mới đâu có lồi. Cắt một khúc nữa. Ta cắt ra. Đó, rễ lồi của nó. Một Một khúc. khúc, đụng cái lửa không à. Đây không được hết. Cứ mỗi lần uống hàng khúc nha. Khúc thôi. Vậy mình chia thì anh tầm chia 4 lần thôi, tuần 4 lần được rồi, một tuần là chúng ta làm một lần cho nhớ 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 một đời luôn tuần à. nhớ là được rồi, làm cho sợ đi. đúng rồi, một lần tuần sợ lần được rồi. Mấy ngày kia mọi người cứ cho bình thường đi không sao đâu, nhưng mà rễ tươi đúng không? rễ tươi
Tôi vậy mình đợi gái mình đi dây chứ mình để một à, đủ mà 2, 3, 4 rồi 4 cũng được. Tôi dùng kiếm cắn là ok rồi 4 đúng không? Tiếp theo rễ câu mọi người sẽ chọn là câu ăn nha, chứ không phải là câu kiển nha. Câu kiển là không có được. Chúng ta cũng sẽ chọn rễ lồi. Cái câu này thì không cần nói mọi người cũng biết như thế nào rồi. Câu được rất là lâu năm. Chúng ta sẽ chọn câu ăn đúng không? Câu ăn chứ không phải câu kiển nha. Rễ lồi. Đây rễ lồi đây. À, quá chừng rễ lồi luôn mọi người. Bây giờ 4 khúc nè. 4 khúc, một khúc ngắn thôi mọi người không cần nhiều đâu. 1. Phải là gì rễ lồi mới rễ được. Rễ lồi mới được. Đây 2. 2. Chừng nhỏ quá. Miếng cỡ này cũng được, cái miếng to nhỏ cũng được đúng không? 3. À. Vậy là hai cánh hòa quyện chung hả? Đây đi. Okay. Ủa, rồi ok. Về em chỉ chia sẻ anh một cái này rất là hay luôn. Tối nay chỉ quỳ lại thôi, quỳ lại anh thôi. Sau khi anh em tôi đi kiếm một bài thuốc quý cho mọi người thì anh lấy một khúc thôi. Một khúc một thân khúc câu mà. Và một khúc dừa. Rồi, mấy kia anh để dành lại anh xài. Đủ mấy hạt thuốc quý nha. Hiếm lắm á. Này mọi người rửa sạch cho mọi người. Đi rửa sạch đúng không? Ừ. À, tiếp theo mọi người sẽ rửa sạch cho sạch đất cát đi. Mà cái khác nó có gì đâu mà nãy ta nó chỉ có cái bợn này thôi, cái đầu dớ. Nếu mọi người xiên thì mùi cạo ra không xiên thôi để những người xung quanh. Chỉ mình rửa sạch bụi bặm bên sinh rồi thôi. Ok. Rồi, tiếp theo mọi người đập dập ra. Đập dập ra. Cái này á anh thiết kế canh làm sao á, lượng nước anh nấu để cho nó hao hụt ra khi mà nó ngót lại tầm 1 ly uống nước bình thường anh á. À, là cái ly nhỏ 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 như cái này đúng không? Đúng rồi, anh tính trừ hao sao khi mà anh rót ra tầm 1 ly hoặc hơn xíu cũng được. Ok rồi, ok đó, nước này đúng không? À, anh cho vô rồi. Mắm muối ngọt không? Anh nấu lên. Thiệt mà mắm muối gì không? Không rồi, người nấu lên, nấu cho nó keo lại hả? Nấu cho keo lại. Đợi sôi đi ha. Okay. Khi mọi người rim với độ lửa nhẹ thôi. Đó, cho nó sắc nước lại, ra màu luôn, người thấy không? Ra màu đều luôn nè. Mọi người canh thời gian tầm 30 phút á. Hay là mọi người bỏ trong nồi áp suất á, mọi người ninh cho nó ra hết sạch chất luôn. Nó ra màu nước đỏ như thế này nè. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tắt ga và để nguội nha. Rồi, tắt ga, để nguội đi. Nguội nè mọi người, khi luộc lên á, như cái màu xịt tin á mọi người. Mà sao nó đỏ chứ ta? Nó hay cho đó. Vậy là cái màu này gọi nó đậm đặc lắm luôn. Bây giờ tôi đây là thử chứ. Tôi thử đây, thử cho mọi người. Còn tới 4 cái lần mà. Chục cha. Y như nước xịt tinh luôn á ta. Cái mùi nó sao ta không nghe mùi. Nó nhức lọc cái gì đâu trời. Có nghe cái mùi gì mà gọi là lạ đâu. Mà quan trọng là cái tác dụng. Tác dụng thôi. Mới uống chưa có gì đâu. Chờ xíu để cho nó ngấm nè. Ê mà tôi nói nghe nè. Nhì. Anh có tiền không? À, làm gì? Chứ giờ tôi có nhà đâu. Anh dở ghê. Đi trả góp. Em có kiểu trả góp mà. Góp thì quen biết nó cho chứ không quen sao cho. Giờ đi anh chỉ cần anh mang giấy khai sinh hoặc là chứng minh nhân dân anh đi là được rồi. Có luôn à? Đưa chứng minh nhân dân này đó. Có chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh. Anh có chứng minh nhân dân không? Không có thì anh cầm giấy khai sinh theo. Bằng lái được không? Bằng lái cũng được. Là cho trả góp à? Mà giấy khai sinh bây giờ hiếm cũng hiếm lắm. Chỉ có bằng lái với chứng minh thôi. Thì mất hai cái đó thì cầm giấy khai sinh nữa sao giờ? Một kèo đó là 500. Thì một tháng trả góp một tháng là hết. Thì tính ra một tháng anh trả ra là 550.000 á, đã rẻ mà. Mà ông dẫn tôi đi đi. Thì em cứ đi trả góp một tiếng sau giờ, bây giờ anh vô anh tắm rửa đi một tiếng sau em dẫn anh đi trả góp. Nhớ là mang theo chứng minh nhân dân. Em về nhà em cầm giấy khai sinh. Ok ok. Đi trả góp. Đi tắm rửa nha. Ừ, chờ xíu đi. Ok nha, đây là một cái bài thuốc rất hay và em nghĩ có nhiều người biết chiêu này. Nên mấy anh em nào đang gặp trường hợp kể trên có thể dùng thử xem sao nha.